chị Trần Uyên Như, trưởng nhóm cứu hộ động vật Sài Gòn Tham, đã cưu mang, chăm sóc và thương yêu các em chó mèo như người thân trong gia đình trong suốt 6 năm qua. Tuy nhiên, để có thể chăm sóc cho những bé thú vốn đã không còn lành lặn, thì tình yêu thương thôi là chưa đủ, mà còn là chi phí để nuôi và chữa trị cho các bé khi được cứu về trạm. Nếu mà chị tính về tiền sinh hoạt phí cho các bé thì là khoảng 100 triệu cho một tháng, có thể hơn. Còn riêng về chi phí thú y với lại chích ngừa bệnh mỗi năm một lần và sổ lại cứ 3 tháng mình sẽ sổ một lần cho các bé, thì chi phí đó mình cũng không xác định được, vì tùy vào việc là mình có cúng nhiều hay không hoặc là có những ca nặng hay không nữa. Tại Sài Gòn Tham, bên cạnh vợ chồng của chị Uyên Như, cũng có nhiều bạn tình nguyện viên đã cùng chung tay chăm sóc cho các bé. Đó có thể là các bạn sinh viên hoặc là những bác sĩ thú y với trái tim yêu thương động vật. Sau một lần mình thấy một người bạn của mình livestream về trạm thì mình đã qua chơi, rồi sau đó mình thấy tình cảm của anh chị dành cho mấy đứa nhỏ ở đây quá nhiều nên mình muốn san sẻ một phần nào đó với anh chị, rồi mình quyết định gắn bó với trạm tới bây giờ. Để dành trọn tâm tư và thời gian cho đàn chó mèo của mình, Yên Như và chồng đã quyết định không sinh con để toàn tâm toàn ý cứu trợ và chăm sóc cho các chú thú cưng. Sự ủng hộ và đồng hành của chồng chính là chỗ dựa vững chắc cho chị trong hành trình không mấy dễ dàng này. Lúc đầu thì tôi không thích mấy mèo tại vì lúc nhỏ tôi từng bị cắn và tôi rất sợ, và mỗi lần chó sủa cái là tôi đứng yên, tôi không làm gì hết. Và từ lúc mà quen vợ tôi thì bắt đầu tôi cảm thấy là dần dần tôi lấy lại tình thương từ tụi nhỏ và tôi cũng bớt sợ hơn, và bắt đầu phụ vợ chăm mấy bé chó mèo lên. Tới bây giờ thì tình thương nó nhiều hơn nỗi sợ rồi. Lẫn trong đàn chó đang nô đùa của Sài Gòn Tham, có một bé chó kiên cường sống dù đã bị xe tải cán và kéo lê hơn 50 mét. Khả năng sống của cậu chỉ là 1% vì tử cung và các chi đã bị dập nát. Sau hơn 2 năm chăm sóc, bé đã có được sự sống, không còn đau đớn hay lang thang đầu đường xó chợ tìm miếng ăn qua ngày. Bên cạnh những chú chó cỏ lang thang thì có rất nhiều những bé chó mèo là nạn nhân của nạn bạo hành động vật. Bé Kiến dù được nuôi nhưng bị chủ đánh gãy cổ và quăng ra bãi lau sậy, mặc cho con đang thoi thớp vì bị kiến cắn rất nhiều. Dù bác sĩ thú y gợi ý trợ tử cho bé Kiến, nhưng chị Uyên Như vẫn kiên quyết lựa chọn chăm sóc cho chú. Cô cậu giờ đây đã có sự sống, được chăm lo dưới mái nhà nhỏ Sài Gòn Tham. Chăm sóc cho những bé chó mèo từng bị hành hạ, tai nạn là một việc không mấy dễ dàng và đôi lúc cần nhiều sự bao dung. Các bé dễ bị khủng hoảng và chưa bỏ được thói quen tấn công khi cảm thấy thiếu sự an toàn. Đợt đó mình bị cắn và mình có chồng mình đang làm trong đây, thì mình ở ngoài thì mình nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cái đó là vết cắn bình thường, là tay chân thôi kệ không sao hết, bình thường không gì hết. Nhưng mà không ngờ khi mà mình vô mình tay mình chạm vô và đi vô là máu rất là nhiều, miếng da gần rớt ra luôn, và lủng vào hàm nữa, nên ảnh mới sợ quá và chở mình tới bệnh viện để mà có thể khâu liền, cấp cứu liền. Và mình phải nằm viện lại trong vòng vài ngày. Nhưng mà do ảnh vào đây chăm thì nghe ảnh nói là bé bỏ ăn, nên mình rất là xót và mình phải gần như là trốn viện để mà về có thể là nói chuyện với bé, nói là chị không sao đâu, chị khỏe, từ từ sẽ khỏe thôi, không gì hết, chị không giận gì hết, thì bé mới chịu ăn lại. Khi trò chuyện cùng chúng tôi, Uyên Như chia sẻ, nếu đã có 9 người giang tay giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, ốm đau, thì Như xin làm người thứ 10 để mang đến cuộc sống mới cho những bé chó mèo vốn đã đứng trên lằn ranh của cái chết. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ sẽ dễ trôi qua, nhưng tình yêu thương và lòng nhân ái của Sài Gòn Tham chính là vệt nắng nhỏ khó phai và lấp lánh tình người.